Hôm 24 tháng 2, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kittenbrink gửi lời chia buồn trước tin Đại ngũ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thích Quảng Độ qua đời. Thay mặt Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành về việc Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất qua đời, tuyên bố trên trang website của Đại sứ quán Hoa Kỳ viết. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ nhận định là Hòa thượng Thích Quảng Độ là người ủng hộ không mệt mỏi cho tự do tôn giáo và nhân quyền, và ông luôn tận tâm theo đuổi công lý bằng các hình thức phi bạo lực. Tuyên bố cho biết thêm, những nỗ lực hòa bình này đã mang lại cho ông nhiều giải thưởng quốc tế và ông đã nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa bình.